chào các bạn, Meta đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Đúng ra các bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ để chờ đón một cái năm mới trọn vẹn, hạnh phúc để diễn ra vào ngày mai, đúng không? Nhưng mà những ngày gần đây thì các bạn ở phía Bắc, các bạn phía Bắc Việt Nam ấy, các bạn nhận những cái thông tin không may từ những cái người bị nhiễm virus cúm Corona từ Vũ Hán, Trung Quốc. Đó, các bạn gửi lời yêu cầu về cho Meta là chia sẻ với các bạn một số cách để các bạn có thể giảm thiểu nguy cơ lây lan cũng như là vượt qua trong cái trường hợp không may bị nhiễm virus cúm Corona đó. Trước hết là Meta sẽ chia sẻ với các bạn về một chút kiến thức cơ bản về virus và từ đó các bạn có một cái nền tảng vững chắc là tin cậy rằng là các bạn có thể hoàn toàn giảm thiểu nguy cơ lây lan và cũng như là vượt qua được cái căn bệnh này nếu không may các bạn nhiễm phải ha. Các bạn biết không, là virus nó có cấu trúc vô cùng đơn giản, là nó chỉ có là một cái sợi DNA, có thể là sợi đơn hoặc là sợi kép hoặc là một cái sợi đôi RNA, sau đó được bọc bên ngoài bởi một cái lớp protein thôi. Và chúng không thể nào lây lan trong trường hợp mà chúng không có tế bào chủ hoặc gọi là vector. Vì vậy cho nên là nguy cơ lây lan của chúng ở đây chính là tế bào chủ đó. Tế bào chủ, sau đó tế bào chủ đó được phát triển trong cơ thể của các bạn thì lúc đó nó tiếp tục lây lan. Một cái tốc độ lây lan rất là khủng khiếp bởi do nó cấu trúc đơn giản nhưng nó phải có tế bào chủ. Đó, dựa vào điều này nên các bạn kiểm soát cái vấn đề là không được tiếp xúc với tế bào chủ gây bệnh thì các bạn sẽ an toàn. Các bạn sẽ an toàn, rất đơn giản, đúng không nào? Vậy virus corona là những virus gì và chúng có những dòng nào mà mình đã từng biết? Đó, virus corona là một cái nhóm virus phổ biến ở động vật các bạn ạ, và chúng có khả năng lây nhiễm sang cho người mà các nhà khoa học gọi đó là nhóm zoonotic. Thì từ trước đến nay các bạn được biết tới như là virus MERS, như là MER đấy. Thì đây là những cái dòng virus mà ở Trung Đông vào năm 2012 và kết thúc cái quá trình mà lây nhiễm cái MERS đó thì nó có khoảng 10 người chết. Nhóm thứ hai đó là SARS, đó từ Quảng Đông Trung Quốc, và những người bị chết vì nhiễm virus SARS này thì chủ yếu là những người già và một số, rất là nhiều người thì là khỏe mạnh trở lại bình thường. Và nguy cơ lây nhiễm SARS thì chỉ lây nhiễm ở những người mà ở bệnh viện thôi, còn ở ngoài môi trường bệnh viện thì gần như người ta có khỏi và khỏe mạnh, không vấn đề gì lo lắng. Và cái dòng thứ ba mà chúng ta quan tâm hiện nay đó chính là virus corona Vũ Hán, Trung Quốc ha. Hiện nay nó vẫn là một cái cảnh báo toàn cầu, là một cái chưa được biết rõ cụ thể chi tiết rõ ràng, nên các nhà khoa học cũng đang tập trung vào trong vấn đề nghiên cứu tìm kiếm cái nguy cơ gây ra cái virus corona Vũ Hán, Trung Quốc đó cũng như là mức độ độc tính của chúng như thế nào ở người. Theo một cái tuyên bố của nhà khoa học, của một bác sĩ nhà khoa học Peter Hobby, là ông làm ở một khoa truyền nhiễm của Đại học Oxford, thì ông cho rằng là cái độc tính của cái virus Vũ Hán này rất là thấp hơn cả SARS và MERS lẫn. Nó mức độ độc hại và gây tử vong ở người chỉ dưới 20% và chủ yếu có thể gây ra ở đây là những người già. Tuy nhiên nguy cơ lây bệnh là ở bệnh viện hay ở những đám đông hay những nơi nào thì vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, vẫn chưa xác định được rõ ha. Vậy thì khi mà bạn không may bị nhiễm virus cúm corona thì bạn sẽ có những biểu hiện nào? Nó không hề có một biểu hiện rõ rệt nào các bạn, nó giống y như khi bạn bị nhiễm cúm thông thường vậy thôi. Ban đầu bạn cảm thấy người mệt mỏi, ẻo oải, nhức mỏi, khó chịu, sau đó cảm thấy nóng, sốt, ho, rồi chảy nước mũi, đau họng. Đó là những biểu hiện đầu tiên, ít nhất trong 3 ngày cho đến 7 ngày. Rồi sau đó bạn khỏe thì nó sẽ vượt qua. Còn nếu không khỏe hay là hệ miễn dịch của bạn yếu, hoặc là bạn là trẻ con, hoặc là bạn là người già thì bạn sẽ có những cái tình trạng nặng hơn như là suy hô hấp hay là viêm phổi, hoặc là những tình trạng nặng hơn nữa có thể là suy gan, suy thận và dẫn đến tử vong, một số trường hợp dẫn đến tử vong. Đó là những cái biểu hiện như thế. Như vậy thì làm thế nào để cái virus corona này nó lây nhiễm? Thế như hồi nãy mình đã nói, nó là virus đúng không? Nó lây nhiễm thì nó phải có tế bào chủ. Như vậy thì bạn phải tiếp xúc với tế bào chủ. Tế bào chủ đó nó xâm nhiễm vào bên trong cơ thể của các bạn, rồi nó có một môi trường để nó phát triển, nó sinh sôi thì nó mới lây nhiễm được. Chứ còn bình thường nó không thể nào nó nằm ở đó, thì bạn ngồi ở đây thì nó cũng vậy thôi. Nó không thể nào mà nó lây nhiễm được hết trơn á. Như vậy thì cái nguy cơ lây lan to bự nhất đầu tiên và kể đến đó chính là tiếp xúc với động vật. Tuy nhiên từ đầu Mina đã nói là
cái virus này nó có nguồn gốc từ động vật mà. Đó, nguy cơ đầu tiên là tiếp xúc với động vật hả? Như là cái virus MERS là nó có nguồn gốc từ lạc đà, hay là virus SARS thì có nguồn gốc từ mèo hoặc cầy hương. Và cái virus Vũ Hán này hiện nay chúng ta chưa xác định được nó có nguồn gốc từ động vật nào, nên là mình chưa biết thì khó khăn hơn là biết, đúng không nào? Nguyên nhân thứ hai đó là do tiếp xúc với người bệnh, có nghĩa là người này bệnh, người này khỏe, tiếp xúc và khi truyền cho nhau tế bào chủ, tế bào bệnh á, tế bào bệnh nó chứa con virus đó thì nó vào bên trong cơ thể của các bạn, thì virus ô tuyệt vời, có môi trường phát triển rồi thì virus đó tiếp tục phát triển và phát triển vô cùng nhanh, và nó lây lan từ tế bào khỏe này tới tế bào khỏe khác, và cuối cùng là nó dẫn đến một tình trạng nghiêm trọng nếu bạn không có vượt qua được. Đó, vậy là tế bào chủ của người bệnh nó có ở đâu? Có trong dịch tiết của người bệnh các bạn ạ. À, có trong dịch tiết của người bệnh, có trong nước bọt nè, có trong nước bọt. À, có trong nước mắt nè, ở trong nước mắt, có trong nước mũi nè, có trong nước thải nè, đó, ở trong nước thải. Mà chủ yếu ở đây chúng ta tập trung về nước bọt, nước mắt, nước mũi trước. Bởi vì đây là những cái dòng virus nó thuộc về hô hấp, nên là đó là một cái tình trạng nghiêm trọng hơn, tiềm năng nghiêm trọng hơn. Vì vậy các bạn phải giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, che chắn lại khi để giảm thiểu cái nguy cơ là bị nước bọt văng từ người bệnh văng vào cho bạn, hoặc là giảm thiểu tiếp xúc với nước mắt, nước mũi và nước bọt của người bệnh. Đó, của người bệnh. Hoặc là giảm thiểu cái việc như là sờ tiếp xúc với những vật mà người bệnh đã tiếp xúc, sau đó bạn lại tiếp xúc lên cái đồ vật đó, rồi là bạn trực tiếp tiếp xúc lên mắt mũi của bạn. Đó, là từ trực tiếp xúc lên mắt mũi của bạn. À, đó là những cái nguy cơ mà có thể làm tăng cái khả năng lây nhiễm virus corona. Đó, virus corona, đặc biệt là những virus trong những ngày gần đây như là Vũ Hán đó ha. Thì như hồi nãy Mita cũng đã đề cập rồi, là virus MERS và virus SARS là cái nguy cơ lây nhiễm lớn nhất là từ bệnh viện, chứ không phải từ cái môi trường các bạn đang sinh sống, từ bệnh viện. Cho nên các bạn phải giảm thiểu đi bệnh viện trong những giai đoạn này. Còn đối với Vũ Hán thì chưa có xác định, nhưng mà thì mình cứ giảm thiểu đi đã, biết đâu mình chưa biết được mà, đúng không nào? Khi mình biết được mà mình bị nhiễm mất rồi thì còn gì phải nói, đúng không? Đó. Nên cần phải cẩn trọng hơn đối với trường hợp mà các bạn phải đi khám bệnh, chữa bệnh trong cái thời gian này, để có một cái cách bảo vệ bạn tốt hơn, rồi từ đó sẽ tính tiếp ha. Vấn đề điều trị virus corona thì sao? Hiện nay không có một cái phác đồ điều trị nào đặc biệt các bạn ạ, các nhà khoa học vẫn đang tập trung nghiên cứu để cho các bạn một cái phác đồ tốt nhất. Hầu hết các trường hợp thì bạn bị nhiễm virus corona các bạn tự khỏi, nhưng có một số trường hợp nó dẫn đến những biến chứng nặng như Mita nói hồi nãy, như là suy gan, suy thận, thì các bạn phải cần phải gặp bác sĩ. Trong những giai đoạn đầu khi gặp bác sĩ thì chủ yếu bác sĩ sẽ hạ sốt cho bạn, rồi các bạn, bác sĩ sẽ giảm đau cho bạn, rồi sau đó tăng sức đề kháng của các bạn, thế thôi. Chứ còn cái trị liệu đặc biệt thì hiện nay thật sự là chưa có. Sau đây là Meta sẽ khuyến khích các bạn ba việc cần phải làm để làm tăng sức đề kháng của các bạn. Việc thứ nhất là hãy uống nước nhiều nhất có thể, không giới hạn lượng nước, và cũng không có giới hạn là số lần. Bạn uống được bao nhiêu thì cứ uống, uống càng nhiều càng tốt, Vậy nước đó là nước gì vậy? Nước đó chỉ là nước sạch bình thường thôi, uống được bao nhiêu thì uống. Hoặc là nước đó là nước ép rau quả cực kỳ tuyệt vời, trong cái trường hợp này cực kỳ tuyệt vời. Những công thức rau quả như là cảm cúm là chuyện nhỏ này, hay là nước ép đầu mùa, hay là những nước ép rau quả cam nè, hay là nước ép rau quả mà nó có cacao nè. Tất cả những loại nước ép rau quả các bạn có thể uống được trong cái giai đoạn này, trong điều kiện cuộc sống của bạn có gì thì bạn uống cái đó ha. Đó. Rồi bạn sẽ uống nước gừng muối ấm. Gừng muối ấm theo công thức trong cảm cúm là chuyện nhỏ Mita cũng có chia sẻ, hoặc hôm nay Mita chia sẻ lại, là các bạn sẽ sử dụng 20g gừng tươi, 20g muối và 2 lít nước đun sôi trên lửa liu riu 5 phút, sau đó đổ ra trong cái bình giữ ấm và uống chậm chậm dần dần trong suốt hết ngày này khác. Đó, những ngày này chúng ta sẽ uống như vậy. Hoặc là các bạn uống súp, hoặc là nước canh hầm, hoặc là ăn cháo loãng, trong một số trường hợp mà các bạn không phải là người
ăn rau quả hoàn toàn thì các bạn hãy lựa chọn những cái cách như vậy, giúp ích cho các bạn rất rất là nhiều trong cái việc làm tăng sức đề kháng của các bạn trong cái giai đoạn mà các bạn đang rất là yếu ớt ha. Cách thứ hai để tăng sức đề kháng là nghỉ ngơi, ngủ. Ngủ càng nhiều càng tốt. Ôi, ngủ là cách để chữa lành các bạn ạ. Ngủ càng nhiều càng tốt. Buồn ngủ thì cứ ngủ, ngủ cho ngon, ngủ cho say vào thì bạn sẽ sớm khỏe thôi. Và cách thứ ba để làm tăng sức đề kháng đó chính là lưu thông máu. Hãy tập giãn cơ, hãy tập giãn cơ đều đặn ít nhất một lần một ngày, và sau đó tập hít thở sâu, tập hít thở sâu thì rất rất là tốt cho bạn. Các bạn mới thì các bạn hãy xem lại cái video tập giãn cơ và hít thở sâu để các bạn luyện tập tốt hơn nhé. Đó, còn các bạn cũ thì nói người ta nói qua là các bạn biết ngay rồi, biết ngay rồi, cho nên là cứ làm đi rồi sẽ thấy hiệu quả lắm. Và sau đây Mita sẽ chia sẻ thêm 12 việc các bạn phải làm để giảm nguy cơ lây lan cả virus corona, cụ thể là virus Vũ Hán đó, từ người bệnh sang các bạn hoặc từ đối tượng gây bệnh sang các bạn ha. Việc đầu tiên và cần phải được nói đến đó chính là rửa tay với dung dịch rửa tay trong nước ít nhất 20 giây. Cứ cho dung dịch rửa tay trong nước và rửa kỳ cọ sạch sẽ như thế này để 1, 2, 3, vân vân tới 20, đó là 20 giây, và xả lại với nước sạch. Đó, và xả lại với nước sạch. Điều tốt nhất là sau khi xả lại với nước sạch thì các bạn lại lau khô và rửa và xịt lại bằng cồn 70 độ là tốt nhất. Nhưng mà trong điều kiện các bạn không có cồn thì cũng ok ha. Điều thứ hai, trong giai đoạn này các bạn phải lau tay bằng khăn giấy khô sử dụng một lần. Chú ý là khăn giấy khô sử dụng một lần rồi bỏ đi là tốt nhất, chứ không phải là bằng khăn hoặc là khăn giấy ẩm. Cái gì có ẩm, khăn thì nó cũng, khi bạn lau thì nó cũng ẩm. Đó, cái gì ẩm đều là cơ hội để cho vi khuẩn phát triển, và vi khuẩn cũng là một dạng là vector để cho virus tồn tại và phát triển ở đó. Vì vậy cho nên trong giai đoạn này các bạn sẽ hạn chế cái việc mà việc lau tay bằng khăn giấy ẩm, cái việc lau tay bằng khăn tái sử dụng trong giai đoạn này các bạn lưu ý điều đó ha. Ba, đó là hạn chế chạm tay vào miệng, vào mũi và mắt của chính các bạn. Hạn chế làm điều đó. Vì bạn biết đau tay của bạn, sờ mó ở đâu lên ta lung tung rồi, nó dính một cái tế bào chủ vào đó, nó dính một cái vector nào vào đó, các bạn chạm vào miệng, chạm vào mũi, chạm vào mắt là các bạn làm cho cái tế bào chủ tiếp xúc với cơ thể của các bạn và tiếp tục sinh sôi, tiếp tục phát triển, và virus nó phát triển nhanh lắm rồi bạn sẽ bị bệnh, đúng không? Thứ tư, tuyệt đối không chạm tay vào miệng, vào mắt, vào mũi khi tay của bạn chưa được rửa sạch sẽ, chưa được lau khô thì không được chạm. Đó, điều tư quan trọng lắm. Thứ năm là không được ăn chung, uống chung với người bị bệnh hoặc với người có nghi ngờ bị bệnh. Đó. Đó. Và điều thứ sáu, phải tắm rửa thường xuyên mỗi ngày bằng muối tắm hoặc là nước muối loãng 1% là rất rất là tốt. Điều thứ bảy, luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Đó. Nói chuyện văng nước bọt ra bên ngoài thì lỡ như là người ta bị nhiễm, ta văng lại chia sẻ nước bọt với nhau, mà trong kia người ta bị nhiễm virus như người ta đã nói là truyền tế bào chủ cho nhau và tạo cái điều kiện cho virus phát triển khủng khiếp. Đó. Điều thứ tám là tránh tiếp xúc với người nghi ngờ bị nhiễm virus corona. Điều thứ 9 là tránh đến những nơi chợ bán thịt động vật tươi sống các bạn ạ. Đặc biệt là khi bạn đi du lịch Trung Quốc tới Vũ Hán là tuyệt đối không đến luôn. Tuyệt đối không đến những cái khu vực chợ động vật tươi sống trong cái giai đoạn này. Điều thứ 10 là các bạn hạn chế tiếp xúc với trang trại nuôi động vật, đặc biệt là động vật hoang dã. Điều thứ 11 là quần áo, nội y, tất vớ phải được thay thường xuyên, phải được giặt giũ sạch sẽ, phải được phơi khô hoặc là sấy khô trước khi sử dụng nhé. Và điều thứ 12 là chăn màn, chiếu gối phải được giặt giũ sạch sẽ, phải được thay sạch sẽ.
phải được phơi khô và được sấy khô trước khi sử dụng. Đó là 12 điều mà Mita chia sẻ với các bạn để các bạn giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cái giai đoạn này. Và sau đây là Mita chia sẻ nhanh với các bạn là 7 công thức rửa tay để cho các bạn có thể rửa tay tại nhà bằng phương pháp tự nhiên, chúng ta là người rất yêu thiên nhiên mà, đúng không? Đó. Phương pháp đầu tiên đơn giản nhất có khả năng diệt được tế bào chủ, đó chính là cồn 70 độ các bạn ạ. Cồn 70 độ. Cồn các bạn mua ở ngoài tiệm thuốc là 95 đến 100 độ, về các bạn pha loãng ra thành 70 độ. Có nghĩa là hai phần cồn mua về thêm một phần nước vô lắc thì thành cồn 70 độ. Các bạn chỉ xịt rửa lên trực tiếp bằng tay, sau đó lau lại bằng khăn giấy khô, thế là xong. Đó. Nhớ là chỉ 70 độ đến 75 độ thì nó mới có khả năng diệt khuẩn, còn lại là cao hơn hoặc thấp hơn thì không có khả năng, chứ các bạn đừng có lợi dụng dùng 90 độ hoặc 100 độ nguyên chất thì các bạn nghĩ tốt hơn, không phải đâu nha, không phải đâu ha. Dạ. Cách thứ hai là cách các bạn có thể sử dụng oxy già 1% để rửa rau, rửa tay. Thì oxy già các bạn mua ở ngoài là 3%, có tác dụng diệt khuẩn rất là tốt, nhưng mà các bạn rửa tay nó nhiều lắm, một lượng nó là lớn rửa trên tay mà tay của bạn không phải là tay sẵn sàng có đầy rất là vi khuẩn nhiễm bệnh ở đây, nên các bạn có thể sử dụng 1% là được rồi. Cách thứ ba là các bạn sẽ sử dụng giấm táo, sử dụng giấm được rồi. Cách thứ ba các bạn sử dụng giấm 5% có khả năng diệt khuẩn cực cao. Và trong trường hợp này các bạn có thể pha loãng giấm ra để các bạn sử dụng được nhiều lần. Giấm các bạn mua ở ngoài tiệm hầu hết người ta bán khoảng 5% đấy, các bạn cho vào xoa, sau đó lau lại bằng khăn khô ha. Và cách thứ tư, các bạn có thể rửa tay trực tiếp với enzyme GRAP, Mita hay gọi là GE, đó là GRAPIS enzyme. Các bạn sẽ rửa tay trực tiếp với cái nước đó, nó giống như là giấm vậy đó, rửa tay trực tiếp sau đó lau khô lại bằng khăn giấy khô ha. Cách thứ năm, các bạn có thể dùng chanh. Chanh là một quả các bạn có thể tìm thấy đơn giản dễ dàng và cắt ra vắt vắt nước xong mà chầy kỳ cửa sạch sẽ, sau đó lau lại bằng khăn giấy khô. Đó. Cách thứ sáu, các bạn có thể dùng muối borax. Muối borax là một cái loại muối của tự nhiên và cơ thể của người có thải độc ra rất là nhanh khi của người nó nhiễm, mà gần như chúng không có độc nữa, chúng không có độc tố. Các bạn hãy chuẩn bị nồng độ muối borax khoảng 0.5% cho một cái bình rồi để đây xịt rửa như bình thường, rồi sau đó như là một dung dịch rửa tay thông thường, và sau đó rửa lại bằng với nước rồi lau khô bằng khăn giấy khô. Đó. Và cách thứ bảy người ta chia sẻ đây, các bạn có thể dùng là bột nở hay gọi là baking soda. Các bạn sử dụng với nồng độ 10% baking soda cho vào một cái bình nước, rồi bình nước rửa tay, xong đó rồi các bạn xịt ra rửa tay 20 giây dưới vòi nước sạch, sau đó lau lại bằng khăn giấy khô. Đó. Rồi Mita kết thúc cái video này ở đây, hy vọng là các bạn đã tìm thấy được một cái cách phù hợp và cho cái điều kiện sống của các bạn vào trong cái ngày cuối năm này vội vã này, và đi tìm kiếm những cái khó khăn khác thì hơi khó này, ở xung quanh nhà có cái gì thì xài cái đó, và hãy chú ý bảo vệ bản thân, chú ý chăm sóc chính bản thân của các bạn, chăm sóc người thân của các bạn và chăm sóc gia đình của các bạn để có một cái Tết trọn vẹn hơn, để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn. Nhớ là hãy chia sẻ với những người khác để cho người ta biết, để người ta cũng được bảo vệ chính họ nữa. Và nếu các bạn là người mới thì nhấn nút đăng ký đi, rồi các bạn sẽ nhận thấy được rất là hữu ích khi gặp được Mita ở đây đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một mùa xuân trọn vẹn. Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và bình an. Bye bye!